Hello mọi người, và bây giờ mình đã có mặt ở Hải Phòng mọi người ạ. Video ngày hôm nay của mình sẽ có một chuyến trải nghiệm chúc tour ở Hải Phòng. Có những ai thì mọi người xem tí nữa sẽ biết nha. Thì tại trước mắt chúng tôi đang đi có một lũ vịt. Nào, bỏ khẩu trang ra, cậu bỏ khẩu trang ra. Bỏ ra, mình son nữa. Bỏ ra, anh Vinh đánh son cho. Làm này nhìn rất là mỏng manh. Mạnh đâu Tuyền? Mạnh. Có Mạnh Đen mọi người ạ. Tuyền và Ngọc. Hôm nay mình sẽ có một chuyến trải nghiệm mà food tour Hải Phòng thì ạ. Có những gì thì mọi người sẽ biết. Và bây giờ trước khi đi food tour thì mình sẽ đột nhập nhà Quỳnh, xem nhà Quỳnh có những ai và như thế nào mọi người nha. Hello, okay. Xin chờ nha. Okay. Ôi bọn này. Ôi, Nguyễn Lâm gặp nhau. Nguyễn Lâm cơ. Nguyễn Lâm cơ Thành Tuyến này. Thành Tuyến này. Thành Tuyến này. Đi đi nè. Đi ra đi chào cả nhà. Ôi hôm nay gặp nhiều vlogger quá mọi người ạ. Là... ôi Tuấn cách TV phải không? Đố mọi người đây này. Đố mọi người. Ô, Tuấn cách TV này. Ô, anh Minh đố đây. Toàn vlogger này. Gì bọn đấy. Mạnh Đen nghĩ sao chuyến trải nghiệm này em? À, khá là buồn ngủ anh ạ. Có vui không? Vui. Vui vì sao? Vui vì được đi cùng... Rồi, nói thế này hiểu rồi. Này, em nghĩ sao về chuyến trải nghiệm này? Em nghĩ là em sẽ được ăn ăn đồ ăn Hải Phòng. Ui, trời ơi, nhá. Thấy... hôm nay mình sẽ đi ăn food tour Hải Phòng, mình sẽ quay những bạn xem. Béo như con lợn nó không thích ăn. Anh gầy à? Anh không ăn. Em không ăn, chắc chưa? Chắc. Hôm nay bọn mình sẽ đi food tour Hải Phòng. Ừ. Và anh Minh Gấu nói là anh Minh Gấu sẽ không ăn. Không mọi người, mình sẽ ăn nhưng ăn ít. Không mọi người, anh Minh Gấu bảo không ăn. Hôm nay nha, anh Minh Gấu mà ăn mình sẽ quay từng đoạn với anh Minh Gấu ăn một nha mọi người. Mọi người hãy trông chờ điều đó nha. Cay nhỉ. Em nghĩ sao vì chuyến trải nghiệm đầu xuân này? Em không có cảm nghĩ gì cả, đang rất là mệt. Nhản nhẽo nhỉ. mọi người ạ. Chuyến đi của mình còn có Dương ca sĩ nữa, nhưng mà hôm nay Dương bận một chút việc cho nên là Dương sẽ đến sau một tí mọi người ạ. Nó là Dương đấy, mình sẽ hỏi Dương xem Dương có trải nghiệm, Dương có cảm xúc gì khi mà về nhà người ấy. Về nhà người ấy. Mọi người chờ đón phần tiếp theo nhá. Ngay sau đây thôi. Đây rồi. Hát lộc ít thôi, năm nay đòi kém quá các bạn ạ. Đây một quả bánh trước. Thôi em lấy được. Thôi. Ngại. Anh Vinh. Thôi mà đừng có mừng tuổi anh mà. Thôi mà. Thế rồi, còn mấy cái tờ này thôi. Tờ nào cũng được thôi. Thôi mà em chung nhau cũng được. Đây. Thôi hai chữ đây. Thôi rồi. Lấy tờ to rồi anh ơi. Mạnh ơi. Mạnh ơi, nó có cái gì đấy sai sai á Mạnh ạ. Ờ. Nó có cái gì sai sai á. Lấy tờ to rồi. Ở đây mình đi food tour Hải Phòng. Về đi food tour. Đi food tour luôn đấy hả? Và không về đi on chơi đi. Mình đi ăn đi chơi rồi em nói đã rồi rồi. Đi ăn đi. Rồi và bây giờ. Bao nhiêu? Ok. Đây là phòng của mấy con vịt mọi người ạ. Chưa thì đã làm gỗ rồi. Được không? Rồi, ui. Ok nhỉ? Ok nhỉ? Ok. Ô thế này biết thế, đi sớm thì đi 3 ngày chơi cho đã. Thôi, mùng 3, nhờ. Mùng 4 đi là được rồi. Em đi vệ sinh đứng ngay vào nhá. Cửa không khóa đâu. À đây Mạnh bên này một mình phòng má đi cần gì. Bạch Dương một này bà. Ok.
Đây là phòng của Tuyến Tuyền Na Mạnh. À đây phòng của Mạnh Tuyền. Tuyến Na và Quỳnh. Tao đọc hết chưa? Tao đọc hết tên chưa bọn tào lao hả? Đọc hết tên chưa? Tao đọc Tuyền Mạnh Tuyến. Ơ nhỉ. Thế đọc nào đọc? Bị sàn họ. Chị ở cửa phòng tắm sẽ có một cái áp phông mát. Có một dung nữa, có một lên giúp em. Ok ok. Chị ơi, ở trước cửa nhà tắm chắc có một cái Aquamax cho nước nóng. Ok, như này đang bật rồi đúng không? Nó báo đỏ. Thì không, cái công tắc mà có màu đỏ. Công tắc màu đỏ đang đây này. Bật lên thì á, bật không cái bên trên đấy. Đây à? Đây là bật lên lấy nước nóng. Ok ok, thank you. Đây là phòng wifi ở Dương wifi chị. Đây là phòng của tôi và vợ tôi. Ban công bên này không đẹp lắm ý. Ban công bên này không ok lắm, bên con công bên này mới hay. Đi sang bên này chơi. Ôi sao vô dạng thế? Hả? Bên này thì đẹp hơn nhỉ? Ăn mới phá. Ủa, sao bên này có hai phòng chung à? Đây là gương mặt của người chỉ ăn và phá mọi người ạ. Cái gì đây, Coca? Nhận phòng còn chưa kịp nóng phòng. Em đã rửa phòng rồi à? Hả Na? Hả? Đây em rửa phòng đang lau phòng người ta đấy. Vô dạng thật chị. Em nói gì về người chị của hai đứa bọn em đi. Thật sự là không bình được. Em mà thôi không sao, chị không biết nói thêm tiền một người tinh tế để giúp đỡ chị trong những trường hợp này. Thế nhưng mà ai giúp? Ai giúp thì ai à? Ai giúp? Phải tự làm để biết cách trưởng thành lên. Anh em ơi, 4 giờ. Bóng dáng của người vô dạng. À. Ok. Mình khen đi. Kéo quay rất ăn lâu nhỉ. Mới mở thì các bộ 6 sao giá chắc hơn bây giờ một chút thôi. Nhưng mà đẹp, là mọi người có sao có nhu cầu mới thể. Đâu ok. Vâng. Tại sao em nói câu gì? Tại sao em có thể vô duyên, vô dạng, vô dáng đến vậy? Có cốc Coca ở đây, mấy túi đổ em đỡ vào phát. Thế là tại ai? Tại em. Thế không phải là vô dạng à? Không, thì chỉ là vô tình thôi chứ không phải vô dạng. Vô duyên. Không, không phải. Đấy. Đấy đổ của em rồi. Chưa đổ cái gì luôn. Anh em cảm ơn. Nhìn thì đến nỗi nào đâu. Nhìn thì rõ khéo léo. Thế mà chán là buồn nói nữa. Trước khi bọn mình trải nghiệm phút đô buổi tối thì bọn mình sẽ ghé thăm nhà của Quỳnh mọi người ạ. Và bây giờ hãy theo chân bọn mình để ghé thăm nhà Quỳnh nhá. Vừa đi đón Dương về. Dương đang có vẻ là trúng gió, say xe. Cộng thêm đói nữa nhỉ. Đủ combo. Hết rồi. Và bây giờ vào nhà Quỳnh xem như nào. Hiệp hội Vlog à? Dạ. Hiệp hội Vlog à? Dạ. Anh ơi, mai được tặng hoa nhá. Ai tặng? Tuyến. Ai? Nó hứa với em là mai nó mua hoa tặng em. Tuyến á? Tuyến. Sao Tuyến lại tặng em? Bởi vì em không yên là mua tặng em. Ôi giời. Vẫn là biết đây à? Dạ. Tuyến, thế sao mày hôm qua sao mày mua hoa mày tặng cái Na? Chị Na cô đơn quá, em cô đơn nên hai đứa mua hoa tặng nhau. Sao cô đơn? Hả? Em cô đơn mà anh. Có người đi cùng là cô đơn. Chị Na đi cùng em này. Thế cái thằng hai đứa em là một cặp. Em có quen đâu. Cái thằng này là thằng nào? Không biết. Hả? Sao có người đi cùng và cô đơn? Hả? Hả? Sao cô đơn? Chị Na đi cô đơn đâu. Tặng hoa nhau như bọn nét đấy nhỉ?
Thôi làm cả ngày nữa. Mày mẹ tao. Nó tới. Trong đi còn vào, đi còn vào. Trong hội này thì hiện tại bây giờ Na đang là người tệ bóng. Ăn lon, ơn lon. Năm mới các bạn fan chúc mình có người yêu đi nha. Chúc mình có người yêu đi nha, mình ế lâu lắm rồi. Rồi sao mọi người ạ? Cắt nhé. Chào bác ạ. Con chào cô. Trời ơi, vlog cửa. Vlog cửa, đi đâu vlog cửa. Đi nhạc xong. Cô tắt đi mày ơi, đi nhạc rồi. Anh sợ gì nhạc đâu mà. Thế sao thế? Bảo mày kệ anh quan tâm gì. Anh quay quanh thôi chứ. Không có quay. Về đánh bản quay lại tắt kiếm tiền. Đúng ạ. Đây là nhà Quỳnh mọi người ạ. Chào cô ạ. Cô ạ. Ui. Chú ạ, được cô. Cô ấy nấu sẵn cho bọn con này à? Có gì nấu. Thế đội này chỉ đến ăn thôi ạ? Cô có gì cô cho anh Minh làm với ạ? Vào bếp đi. Cô làm xong hết rồi. Cô đi nhớ. Vào bếp đi. Cô cảm ơn nhá. Cô cần cho anh đây cái gì giúp không ạ? Không, xong rồi, xong rồi con này. Vào bếp gì con xuống đây đi. Bếp gì cho bếp giúp con ạ? Vào bếp tự mà làm chứ đừng có mồm. Đây là nhà Quỳnh anh em ạ. Thật là ngại quá, đi vào tới nhà là đồ ăn hết rồi. Bà ngoại nhìn trẻ nhờ. Đội này mà không chào bà con đang định chào bác ấy. Bà con đây bà gần 70 tuổi thôi. Ui, thế nhìn bà trẻ mà. Trẻ cái gì? Nhìn bà rõ trẻ. Điện lén. Được anh xem có gì bê ra cho. Thực sự là không thể chấp nhận được khi mà nhà Quỳnh đang làm xem mà trong khi nhìn này. Đứng dậy hộ cô đi mấy đứa. Không cần, cô đi, cô làm được. Cô thì đang rửa rau, cắt cỏ. Đang rửa rau, rửa bát mà đội. Cái con này là lười nhất này. Chưa gì đã ngồi rồi. Quay mặt đi ra nào, quay mặt em nào. Nhìn thục và lười. Ngồi xuống để anh xem hai đứa giống nhau không. Hai đứa quả tóc mái mới. Cũng được nhưng mà lười. Mình sẽ quay góc độ từ sau cho mọi người xem. Nhẹ răng lên xong rồi, xem răng sắc chưa nào, nhẹ răng. Nhẹ cái răng ra. Lên giấy qua, hai phần giấy nữa. Em đi ngồi đi, không có gái.
ăn uống chịu thật đấy. Cứ ăn xong rồi đánh sò. Ăn tí xỉa răng. Này, em biết con đỉa không? Ờ đúng rồi. Nhưng mà nó lên TV rồi ta lấy là nó to chứ còn mình nó ở bên nó nhỏ mà. Đúng rồi, nhìn không sợ đâu, ngon mà. Con này ngon lắm, nhưng mà cái này con này nó to thì nó phóng đại. Cái con này nhá, đau người mệt mỏi. Ăn này nó rất là tốt mà ăn nó tốt. Đây là Dương ca sĩ về nhà Quỳnh. Đang rất bối rối. Còn dạ bảo vâng. Lý phép quan nhất nhà. Còn hai cái con này. Em ơi, nhà chủ chưa xuống, chưa bắt đũa cái gì. Người ta còn chất trên kia. Chưa bắt đũa. Này mọi người, đây là tiết mục mừng tuổi. Con